Hello mọi người, hiện tại mình đang sống ở Hàn Quốc. Mình lấy chồng ở đây đã gần 2 năm rồi. Nhà chồng mình có bán quán ăn, nhà mình có bán mì, chan cha miên, chan bún, cúc bạc. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn món đầu tiên, đó chính là cúc bạc. Cúc bạc người Hàn Quốc người ta rất thích ăn. Địa chỉ nhà hàng nhà mình là Chola Okto Kuan Kun. Bạn nào có ở gần đây nhớ ghé nhà mình nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nếu thấy hay thì like, đăng ký kênh cho gia đình mình nhé. Bye bye.